Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Thì Dở của em ạ. Lần đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Elantra bản số sàn, nó bản thấp nhất của dòng xe Hyundai Elantra đấy ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho em cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh của em nhé. Bởi vì kênh Xe Thì Dở của em sẽ chuyên về giá xe và tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho anh nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá niêm yết của nó đang là 580 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 554 triệu thôi em nhé. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao thì anh em mới gọi điện cho em. Chắc chắn với anh em giá sẽ là tốt nhất trường cho anh em ạ. Vậy thì chiếc xe này Elantra bản số sàn này lăn bánh Ấn Độ giờ đang là 641 triệu ạ. Trả góp em bỏ ra với giá đang là 209 triệu rồi nhá. Còn là tỉnh thì đang là 611 triệu, trả góp em bỏ ra với giá đang là 179 triệu rồi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 629 triệu, trả góp em bỏ ra với giá đang là 197 triệu rồi ạ. Phần giá xe và tổng lăn bánh thì lúc nào sẽ là cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 số sàn. Có gì không? Em xin phép giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m620 ạ. Rộng là 1m80 nhá. Còn cao thì đang là 1m450 đấy ạ. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài 2m70. Chiều dài cơ sở nó dài rất là dài như này, giúp cho chiếc xe bên khoang bên trong nội thất, bên trong chiếc xe nó rất là rộng rãi và để đồ rất thoải mái, và anh em ngồi bên trong rất là thoải mái cho anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Hyundai Elantra vẫn sử dụng ngôn ngữ của nó, đó chính là mặt lưới ca lăng hình lục giác. Có bậc thang này, nó cả thanh nẹp chrome, nhìn rất là sang trọng nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Elantra bản số sàn này thì đèn sẽ là đèn halogen dạng projector nhá. Đèn của nó thì sẽ là nó sẽ có hệ thống đèn trên này, đó chính là đèn led ban ngày rất là dài này, giúp cho bên trước này mình cảm giác nó rất là sang trọng nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó sẽ là đèn halogen kiểu hình tam giác, và thiết kế nhìn phiên bản mới này nó nhìn trông cảm giác nó sẽ thể thao hơn, góc cạnh hơn và cũng sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe nhá. Phần sườn xe của nó ra là được dập lỗ rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn sẽ là cứng cáp, chắc chắn, hiện đại và rất là thể thao ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vành bánh xe này. Bánh xe của chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Nó khá là cơ bản, khá là đơn giản, đó bởi vì nó là bản thấp nhất của dòng xe Hyundai Elantra bản số sàn. Vành của nó sẽ là vành 15 inch nhá. Đó. Phanh đĩa cho cả bốn bánh em ạ. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy thì sẽ là có xi nhan trên gương nhé. Đèn này, đèn led này. Đấy. Nó sẽ có chỉnh điện và cầm điện ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa. Tay nắm cửa của nó sẽ là tay nắm cửa mạc chrome cho cả bốn cánh cửa. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, bởi vì nó là chìa khóa thông minh nên sẽ có nút bấm nhá. Còn đây em giới thiệu cho này, cánh cửa sau đây nó là tay mạ chrome nhá. Còn đây là bánh xe sau này. Bánh sau là như giống bốn lốp chính nhá, như hai lốp chính thôi. Đó chính là vành đúc hợp kim nhôm, vành 15 inch ạ. Phanh của nó cũng là phanh đĩa nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng không có cửa sổ trời ạ, và anten của nó sẽ là anten dạng cột. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Elantra bản số sàn này thì phiên bản mới này thì nó được dập lỗ rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nhìn trông nó cứng cáp, chắc chắn, và cái vuốt chiếc xe cảm giác nó sẽ mượt mà hơn do cả phiên bản trước ạ. Các tính năng an toàn về phần đuôi xe này gồm có cảm biến lùi 4 mắt nhé. Cảm biến lùi 4 mắt này, 1, 2, 3 và 4 ạ. Và có camera lùi nhá. Camera lùi đấy ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía sau. Đèn phía sau nó sẽ đèn halogen, nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, giúp cho chiếc xe cảm giác nó sẽ là hiện đại hơn, thể thao hơn và cũng sang trọng hơn rất là nhiều ạ. Ở đây giờ sẽ mở cốp cho anh em xem này. Nó cốp của chiếc xe này sẽ là cốp dầu nhé. Đây, bấm lên. Đó.
Đây em giới thiệu cho anh em về cốp xe của chiếc xe Elantra bản số sàn này. Cốp xe của chiếc xe này thì rất là rộng nhá. Rất rộng đấy ạ. Đúng không ạ? Anh em thấy không ạ? Rất rộng luôn luôn nhá. Đây em sẽ để mở cho anh em xem là nó có lốp sô cua như thế nào ạ. Lốp sô cua của nó sẽ giống như bốn lốp chính nhá, sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 15 inch ạ. Ở giữa này nó sẽ là bộ đồ tháo lốp và kinh lốp đấy ạ. Đó. Đây. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Elantra bản số sàn này thì ở trong đô thị đang là 8.88 lít ạ. Ở ngoài đô thị thì đang là 5.99 lít nhé. Còn trung bình nó đang là 7.02 lít đấy ạ. Đó. Ok, giờ em sâu vào trong nội thất để giới thiệu cho em về nội thất ạ. Đây giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Elantra bản số sàn này. Nội thất của nó sẽ là nội thất màu be và kết hợp thêm màu đen, tạo ra nội thất bên trong cảm giác nó sẽ rộng rãi hơn và chúng ta cảm giác nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều đấy ạ. Giới thiệu cho anh em về phần ghế này. Ghế của chiếc xe này sẽ là ghế lỉ nhá. Ghế lỉ được chỉnh cơ 6 hướng ạ. Chỉnh cơ 6 hướng đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng. Vô lăng của nó sẽ là vô lăng 3 chấu ạ. Vô lăng 3 chấu anh em nhá. Và tích hợp trên đấy là sẽ có là đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Còn bên này nó sẽ được bọc da sờ rất là mềm mại ạ. Về chiếc xe này, về túi khí thì nó sẽ có 2 túi khí thôi ạ. Đấy, 6 túi khí thì dành cho bản 1.6 số tự động, và các phiên bản của số tự động sẽ là có 6 túi khí ạ. Còn bản duy nhất bản số sàn này chỉ có 2 túi khí thôi anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là màu be và kết hợp màu đen. Còn đây là các nút bấm tích hợp trên phần cánh cửa này có như sau. Đó chính là điều chỉnh mặt gương này, điều chỉnh bốn mặt gương nhá. Khóa kính, chốt kính này, lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa. Riêng ghế lái nó có chế độ auto. Auto là gì? Là tự động lên và xuống, có cả chống kẹt đấy ạ. Ok, giờ lên sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây giới thiệu cho anh em về nội thất bên trong nhá. Đó chính là chìa khóa thông minh một chạm viền xung quanh được mạ chrome, nhìn rất là xịn sò đúng không ạ? Rồi em sẽ bật on lên cho anh em xem nhá. Đây, em giới thiệu cho anh em về bản đồng hồ tốc lô của chiếc xe Elantra bản 1.6 số sàn. Bản đồng hồ tốc lô này thì em đánh giá nó khá là cơ bản thôi, nó không quá nổi bật. Đây là vòng tua động cơ này, nhiệt độ nước làm mát này. Còn đây là chính là mức công tơ mét ở dưới này, đó chính là mức nhiên liệu nhá. Còn đây là màn hình hiển thị đa thông tin, có thể cài đặt cho em hình ảnh, âm thanh và rất nhiều thông tin về xe ạ. Còn cái màu đỏ và màu vàng này đó chính là đèn cảnh báo anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần cần điều chỉnh ánh sáng này. Cần điều chỉnh ánh sáng của nó sẽ là có chế độ auto. Auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi vào trời tối, khầm tối nhá. Bản thấp nhất này cũng đã có rồi, em rất là đánh giá rất điểm cộng rất là lớn đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa. Cần gạt mưa thì nó cũng chế độ bình thường, nó không có chế độ auto nhá. Là gạt mưa tự động nó sẽ không có. Còn đây giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí. Màn hình giải trí của chiếc xe Elantra số sàn này thì nó sẽ là màn hình cảm ứng 6,5 inch, có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị chỉ đường cho anh em bằng hình ảnh và bằng âm thanh ạ. Ngoài ra thì nó có kết nối Apple AirPlay, nó cả kết nối Apple AirPlay nhá, nó sẽ không có auto Android đâu ạ. Ngoài màn hình cảm ứng ra thì nó sẽ là có các phím cơ, bật radio này, bật map này, rồi các thứ này, đó rất là tuyệt vời đúng không ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa này. Điều hòa của chiếc xe này sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay anh em nhá. Đây, nhưng mà nhìn thiết kế nó rất là sang trọng ạ. Viền xung quanh mạ chrome này, cái nút vặn nó nhìn rất là xịn sò đấy ạ. Đây là tốc độ gió này, hướng gió này và đây nhiệt độ ạ. Đây là dưới đây này, đó chính là sấy kính này, bật tắt điều hòa và lấy gió trong, lấy gió ngoài anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phía dưới này nữa. Đó chính là có cổng điện 12V này. Đó, cổng AUX là thiết bị ngoại vi nhá. USB. Đây. USB này. Đây là cổng điện 12V này. Còn đằng này thì nó chỉ để anh em nghĩ là để anh em để điện thoại được thôi. Còn cái này sẽ không có sạc thông minh IQ đâu anh em ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hộp số của nó này. Nó sử dụng hộp số là số sàn 6 cấp. Số sàn 6 cấp nhá, nên dẫn đến là cần số sang cần số ngược, số R số lùi số ngược đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phía dưới này nữa, đó chính là có đằng này, đó chính là hộp để tàn thuốc lá này, rất là ưu ái cho anh em nam đúng không ạ. Phanh tay là phanh cơ nhá. Còn đây hộp rửa tay trung tâm, nó được bọc da rồi này. Được bọc da rồi nhá. Và rất là to bản đấy ạ. Hộp rửa tay này thì để đồ rất là thoải mái cho anh em đằng này này. Đó. Ở đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe này. Gương chiếu hậu bên trong xe của nó sẽ là các nó chỉ là cơ bản thôi. Nó chỉ là cái gương bình thường thôi, nó không có chống chói tự động hay là la bàn, nó sẽ không có nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này.
Đèn trần của nó thì sẽ là có 3 chế độ này, là mở cửa thì sáng này, luôn luôn sáng này. Đấy, đây bấm đây nhá. Hoặc đây mình bấm cơ trực tiếp này, anh em bấm cơ để trực tiếp này. Đó. Còn đây bấm đây nhá. Còn đây chỗ này mình anh em có thể để kính đăng ký đăng kiểm mình để đây, cái nào nhỏ nhỏ mình để vừa đấy được ạ. Trần của chiếc xe này sẽ là trần phẳng nhá. Nó sẽ là trần liền lỉ phẳng thôi. Nó không có cửa sổ trời đâu ạ. Ok, giờ em sẽ sang ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ là giống như hàng ghế đầu tiên. Ghế sẽ là ghế nỉ màu be nhá. Hàng ghế thứ hai nó có thể gập được 60-40 là tạo ra chiếc ghế mình có thể là để đồ hàng từ cốp xe để rất là thoải mái cho anh em. Ok, giờ em xô vào bên trong để giới thiệu cho anh em này. Đầu tiên em sẽ kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi nhá. Thì em cao 1m80 này. Để chân thì rất là thoải mái, để thừa đúng một găng tay luôn này. Đó, anh em thấy nào ạ? Rất thoải mái luôn anh em. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ là có thêm cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Viền xung quanh bằng chrome và thiết kế nó rất là sang trọng ạ. Đây là điểm cộng rất là lớn nhá. Ok, sẽ quay cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Elantra bản số sàn. Nếu ai người khó tính, người kỹ tính về những tính năng option trị giá chiếc xe chỉ hơn 500 triệu đồng thôi, thuộc phân khúc hạng C thôi, thì chiếc xe Elantra bản số sàn này khó lòng có thể anh em chê trách cho quá nhiều được. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình đi ạ, để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Ok, giờ em sang phần động cơ để giới thiệu cho em về động cơ ạ. Đây giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của chiếc xe Elantra bản 1.6 số sàn này, nó sử dụng động cơ là động cơ Gamma 1.6 lít với công suất cực đại nó đang là 128 mã lực trên cho 6.300 vòng trên phút nhé. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 155 Nm trên cho 4.850 vòng trên phút đấy ạ. Còn dung tích bình nhiên liệu bản này sẽ là 50 lít ạ. Còn đây là chi tiết về bên trong cho anh em này. Đây, màu xanh này đó chính là nước rửa kính này. Động cơ nó chính là động cơ DOC là gì ạ? Là trục cam kép 16V là 16 van nhá. À, đó chính là sẽ là có 4 xi lanh thẳng hàng. 4 xi lanh thẳng hàng hình chữ Y ạ. À, còn đây là cổ hút để lên rất là cao rồi. Còn đây là cầu chì. Còn acquy của nó sử dụng là acquy khô nhá. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh đấy ạ. Ok, giờ em sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe Elantra bản số sàn này. Có gì không em xin phép giới thiệu cho anh em ạ. Đây giới thiệu cho anh em về tổng thể này. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo những tính năng an toàn của chiếc xe Elantra bản số sàn này thì có gì không? Đầu tiên đó chính là có hệ thống phanh ABS này. Chiếc xe này thì sẽ không có hệ thống cân bằng điện tử xe. Đây là điểm trừ khá là lớn nhá. Nó sẽ có hệ thống phân bố được phanh điện tử ABD này. Hệ thống chống trộm này. Hỗ trợ khởi ngang dốc thì nó sẽ không có. Ổn định thân xe thì cũng không có nhá. Có cảm ứng lùi này. Đấy, có cả camera lùi này. Hệ thống cảm ứng góc trước thì chỉ dành cho bản 1.6 2.0 và bản turbo nhá. Có bản này sẽ có túi khí thì sẽ là có hai túi khí đấy ạ. Bản này thì cũng không có, đó chính là cái cảm biến số lốp. Cảm biến số lốp thì cho tất cả phiên bản còn lại sẽ có, trừ phiên bản 1.6 số sàn này sẽ không có cảm biến số lốp đâu ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng chiến bánh và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Elantra bản 1.6 số sàn rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau như là Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.